Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình kênh công nghệ mỗi ngày của TND. Thưa các bạn, là hôm nay mình nhận được một câu hỏi của một bạn độc giả như này. Cho em hỏi là hiện trên thị trường các dòng CPU của laptop đã ra mắt thế hệ thứ 8, nó còn gọi là Corvette R. Đây là một thế hệ chip U. Nhưng em nghe nói là thế hệ chip U của 2018 thì nó đã nâng lên số lõi đó là 4 lõi 8 luồng. Thì cho em hỏi là hiện cái CPU 4 lõi 8 luồng này thì liệu có mạnh như chip HQ thế hệ cũ hay không? Anh có thể làm một bài đánh giá chi tiết. Thưa các bạn, là mặc dù CPU thế hệ thứ 8 của Intel cũng ra mắt được một thời gian trên thị trường, nó nâng số lõi lên 4 lõi 8 luồng, có nghĩa là sẽ tương đương i7-7700HQ thế hệ cũ. Nhưng thưa các bạn, là chip U thì dù gì nó là chip xung nghịch tiết kiệm điện, chính vì thế thì chắc chắn nó sẽ không thể khỏe bằng chip HQ, kể cả là mặc dù thế hệ cũ. Ở đây thì mình đang có trên bàn đó là hai sản phẩm Dell XPS 9560 với vi xử lý Core i7-7700HQ và chiếc HP Spectre X360 phiên bản năm 2018 chạy i7-8550U. Thưa các bạn, là nếu những công việc bình thường thì những cái CPU chưa chắc nó đã quá quan trọng với anh em. Nhưng đối với các bạn lập trình viên, các bạn sử dụng các chương trình mà yêu cầu chẳng hạn như là hỗ trợ máy ảo này, hoặc các bạn sử dụng các chương trình giả lập, thì CPU nó quyết định đến rất nhiều. Hoặc là các bạn là chơi game cũng như các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp thì CPU nó quyết định cũng tương đối. CPU nó còn gọi là bộ lão trung tâm, nó đưa ra các thông tin xử lý các hiệu lệnh hoặc là các mệnh lệnh chiếc máy tính chúng ta ra. Chính vì thế CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng thì nó sẽ hỗ trợ chiếc máy chúng ta rất là khỏe. Nhưng việc một cái CPU khỏe thì bao giờ cũng khiến cho chiếc máy chúng ta nóng hơn và ăn điện nhiều hơn. Chính vì thế những cái dòng CPU HQ hoặc chip H thế hệ mới thì nó tích hợp cho cả những chiếc máy người ta gọi là đồ họa hay game chuyên nghiệp, yêu cầu việc xử lý đồ họa hoặc xử lý những cái ứng dụng đồ họa mà tính khắt khe cao. Còn đối với những CPU chip U thường nó sẽ lắp vào những chiếc máy mà có những công việc cơ bản như business, văn phòng hoặc đồ họa tầm trung. Tớ sẽ test qua phần mềm Seabench để chấm điểm CPU giữa CPU thế hệ thứ 7 i7-7700HQ và CPU thế hệ thứ 8 i7-8550U. Mời các bạn đón xem. Đây thưa các bạn, đó là phần mềm Seabench. Các bạn có thể thấy là vi xử lý i7-7700HQ trên chiếc XPS 9560 đó là 4 lõi 8 luồng. Thì bên này các bạn có thể thấy nó cũng là 4 lõi 8 luồng i7-8550U. Các bạn có thể thấy này. Thực ra việc để quyết định một chiếc máy hiệu năng cao thì nó có rất nhiều bộ phận trong máy. Ví dụ CPU đó là bộ lão trung tâm đưa ra các thông tin hiệu lệnh. RAM nó còn gọi là bộ nhớ tạm thời. RAM dung lượng càng lớn thì nó sẽ hỗ trợ việc load những cái phần mềm, những cái ứng dụng load về càng nhanh. Cảm màn hình giúp xử lý những cái thông tin, những cái video hoặc là những cái ứng dụng đồ họa trên màn hình. Còn ở đây thì mình chỉ làm so sánh giữa CPU không. Đây các bạn có thể thấy là CPU i7 của nó nhanh hơn rất nhiều, 7700HQ. Thưa các bạn, là chiếc máy này là 725CB. Chiếc máy này thì một lúc rồi, vẫn chưa xong. Đối với các bạn làm đồ họa kỹ thuật thì rất yêu cầu một chiếc máy có CPU nhiều lõi nhiều luồng hỗ trợ xung nhịp mạnh. Nó sẽ giúp chúng ta xử lý những cái thông tin, hình ảnh, những cái phần mềm đồ họa yêu cầu tính khắt khe cao. Đây các bạn thấy không, mặc dù là CPU dòng thế hệ thứ 8 mới nhất nhưng điểm CB chấm của nó thì là 507 và bên này của nó là 725. Tính ra thì cùng là vi xử lý i7, một chiếc HQ và một chiếc thế hệ 8 cũng là 4 lõi 8 luồng. Nhưng CPU thế hệ thứ 8 Corvette R yếu hơn rất nhiều, các bạn có thể thấy luôn. Đây là thông số để cho các bạn chú ý khi chúng ta mua những chiếc laptop, chúng ta quyết định như nào. Còn đối với các bạn làm một chiếc máy những cái công việc văn phòng bình thường thì mình không nói làm gì. Còn đối với các bạn lập trình viên này, các bạn chạy máy ảo này, các bạn sử dụng các phần mềm giả lập thì CPU nó quyết định đến rất nhiều. Chính vì thế là chúng ta mua laptop chúng ta phải chú ý nha các bạn nhé. Câu này ngắn gọn với các bạn, với việc vi xử lý thế hệ thứ 8 Corvette R ra mắt, nhưng các bạn có thể thấy là số lõi nó nâng lên nhưng chủ yếu nó là hỗ trợ UHD. Có nghĩa là những cái định dạng yêu cầu chẳng hạn như những video chuẩn 4K hoặc là những phần mềm đồ họa thế hệ mới thì CPU thế hệ 8 nó sẽ giúp ích, có nghĩa là tăng tốc vi xử lý tốt hơn thôi. Còn nếu mà để nói mặc định so sánh với i7-7700HQ thì các bạn có thể thấy là nó sẽ không bằng. Chính vì thế là chúng ta không thể hy vọng bằng một chiếc máy mà có xung nghịch tích kiệm điện lại khỏe như một chiếc máy mà chuyên nghiệp được. Chính vì thế những chiếc máy chip U thì vẫn là hỗ trợ chủ yếu với các bạn làm văn phòng, đồ họa tầm trung. Còn nếu các bạn mà yêu cầu một chiếc máy hiệu năng cao với việc xử lý đồ họa cao hoặc chơi game mà anh em thường thấy hàng ngày,
thì chúng ta sẽ chọn CPU chip HQ hoặc chip H thế hệ mới. Quy trình so sánh CPU thế hệ 7i7HQ của mình và thế hệ 8 chip U của mình xin đến đây là khép lại. Nếu như anh em có những cái câu hỏi gì liên quan đến máy tính hoặc cần tư vấn mua các dòng sản phẩm laptop thì cứ vui lòng comment ở bên dưới. Mình sẽ tổng hợp và sẽ quay những cái video so sánh như này hoặc có thể trả lời các bạn trực tiếp qua những cái video như này. Chúng ta vừa dễ hiểu, sẽ đưa ra những quyết định thực tế khi chúng ta mua một chiếc máy laptop để hiểu năng sử dụng thực tế và cái mức giá tiền chúng ta đầu tư làm sao cho nó chính xác. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại.